Dạ, thay vì chương trình The Mentor thì đó là chương trình này là đấu trường thời trang. Và chúng ta đã có những người mẫu đầu tiên quý vị. Và thể lệ như sau, các bạn sẽ có 3 phút, đã dọn 1 phút để có thể chọn đồ. Và chủ đề cho vòng loại đầu tiên là trang phục dạ hội nha. Chúng ta sẽ đi một cái tiệc dạ hội sang trọng, linh lãm. Thì chúng ta sẽ chọn đồ như thế nào? Sau khi chọn đồ xong, màn sẽ được đóng lại. Các bạn sẽ tự viết mát với nhau sao cho đẹp nhất. Và mở màn ra các bạn trình diễn và giám khảo sẽ là những vị khán giả ngồi đây. Những chọn có tay là số điểm đó quý vị. Cho nên rất là mong quý vị hãy công tâm cho điểm để giữ thí sinh tốt nhất ở lại với vòng loại đầu tiên trang phục dạ hội. Rồi, bây giờ mình có nào gì thì có biết đồ đi dạ hội lần nào chưa? Biết. Em thấy chị chạy nợ vui cho dạ hội. Thành cái phút này cũng khó cho chị nhưng mà không sao ha. Chị Dung sao? Có đi tìm đi dạ hội lần nào, đi thảm đỏ lần nào chưa? Chị có đi đâu nhưng mà có đi được ba nụ đồ mình rồi. Có đầu không? Trời ơi, vô thắm luôn. Dâm chồng phải không? Ok, Dâm sao? Dạ thì theo mọi người cũng biết thì có cái gu thời trang rất ok. Thời trang rất là than trời. Rồi, ok, sao ổn không? Hơi ổn chút. À, chút tình mặc đồ nữ hay đồ nam? Nữ. Bây giờ ta thấy đồ nữ không mà con mình này lộn rồi, đây ta không hiểu. Sao này á hậu nè? Bình thường. Ủa thằng nào nói gì? Nghe được chữ bình thường, đúng thằng nào không? Rồi, thôi bây giờ, một phút bắt đầu chọn đồ được quý vị ơi. Ủa bà thấy bà làm gì vậy? Chạy nờ với quen quá gì? Thường chạy nờ là lấy gì thấy gì luôn đó à. Chứ không biết mình mặc cái gì đâu. Rồi, thưa quý vị, ngay bây giờ xin cho phép chúng tôi xin dọn dẹp phía bên trong hậu đài để chuẩn bị cho phần quan trọng nhất tối nay. Và các người đẹp sẽ đi dạ hội quý vị nha. Và thật ra cái con gì thì hên xui. Đừng quá tóc rối hết trơn. Mặc đồ dạ hội lên mà cái đầu như con khùng vậy đó. Rồi, chờ đâu quý vị. Ngay bây giờ, tôi ra tôi đi, tôi đem ra đây, nhạc đây nè, dạ quá trời luôn. Rồi giúp em cái xong. Dạ, quý vị nhớ giúp em lấy bao nhiêu mặt thở tẩy nhiều quý vị nha. Dạ, cho nên là má nào thang một xíu như xào đồ đó. Rồi, kể đó quý vị, ngay bây giờ, chúng ta sẽ dùng phép đóng màn. Hai xin đi. Đợi đóng màn hả, tụi quần mấy má ơi. Cái bàn này kéo nhanh nhanh đi, chúng ta đội quần đó. Ê, từ đâu trời ơi. Sao bà già mà bà bì vậy? Đừng có kéo không hư, hư cái bàn. Từ từ để cái bàn nó từ. Trời ơi, mà bà gấp quá vậy, thí sinh ơi, tôi đâu có bấm giờ lúc này đâu. Xong chưa? Rồi kéo bàn ra đi. Trời ơi. Chú à, nghe mày kéo, để bà Trung nó đậu cắt cái buồn. Ta mở bàn ra, ta muốn rồi cắt. Hết đâu vô, có bao nhiêu mặt hết nhau ơi. Chú ơi cái gì, chú ơi đợi chút xíu. Trời ơi, hồi nãy tôi mở ra tôi thấy cảnh tượng hải hùng quá. Ê, không kìa. Trời ơi, tôi tưởng cái con thằng nào mà không.
Đủ là hết giờ chưa? Nói đây nè, mở màn đi. Cái đó cái gì? Chúng ta không nhân nhắm là những người cũ sẽ còn được lời nhé. Hay không kịp thì mình không có gì biết được. Không chết rồi. Trời ơi, chiếc điện nào mà giá nguyên cái thảm gì? Bữa nó hổng đâu, bữa nó tự nhiên cái sofa nó thiếu cái thảm, tôi bây giờ tôi nắp hiện nó nằm đây. Trời ơi, đắt quá trời rồi. Bây giờ trình diễn quý vị nha, để quý vị cổ vũ nha, và bình chọn. Và bây giờ, phần trình diễn của các thí sinh trước trong một giờ hồi tôi đã xin phép bắt đầu lên nhạc. Chúng ta không chờ đó, người mẫu đầu tiên, Bộ Cập Nhung. Chiến thắng trong đây là sẽ trở lại trong cái phút nữa. Bây giờ bây giờ từ 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 bắt đầu dò số. Bây giờ vô